phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày 15 tháng 12 cho biết đã bắt giữ Bùi Văn Tân, sinh năm 1983, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 8 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, lực lượng chức năng phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua cuộc kiểm tra thực tế, công an phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác giám định. Nguồn gốc của các xe máy này xuất phát từ hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến do Bùi Văn Tân làm chủ. Khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng và các địa điểm có liên quan, công an tạm giữ 290 xe mô tô. Trong 142 xe bị đục số khung, số máy thì một số xe bị báo mất trộm vào năm 2016. Đặc biệt, tổ công tác phát hiện hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu xác định từ năm 2021 đến năm 2023, Bùi Văn Tân đã bán ra 3.911 xe cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, người này bán ra 1.549 xe mô tô, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.